Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ dự báo là đêm nay trời sẽ có mưa, tuy nhiên thì mưa không đủ để làm mát bầu không khí oi nóng vào ban ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa nhiều, có nơi mưa to và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ngay vào khoảng thời gian là trưa và chiều ngày hôm nay thì mây dông cũng đã phát triển và gây mưa nhiều nơi cho Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ. Dọc những nơi mà nằm trong vùng mây màu đỏ này là những nơi mây phát triển dày và mưa to. Khả năng trời vẫn sẽ còn mưa trong đêm nay và trưa chiều ngày mai ở cả hai khu vực này. Trong đó, cảnh báo có những nơi mưa lượng khá, vùng màu xanh nước biển đậm này tương ứng lượng mưa có thể lên 50mm. Đồng thời thì có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong đó, gió giật và sấm sét là cảnh báo nguy cơ xảy ra ở mức cao gây nguy hiểm cho người đi đường. Còn đối với lốc xoáy thì nguy cơ xảy ra ở mức trung bình. Ở Bắc Bộ thì đêm nay mưa chủ yếu ở khu vực vùng núi Lào Cai, Yên Bái trở sang tới Lạng Sơn và Quảng Ninh. Cục bộ sẽ có những nơi có mưa rất to, lượng mưa lên đến cả 100mm đi kèm với lốc xoáy, gió giật hay là sấm sét. Sang ngày mai thì Bắc Bộ lại có những khoảng nắng và cảm giác oi nóng. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác là từ 32 đến khoảng 34 độ, kèm với đó là độ ẩm trên 64%. Đối với miền Trung, khu vực từ Nghệ An xuống tới Phú Yên, ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 36 độ, một số nơi ở vùng núi thì có thể trên 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa ngày mai thời tiết tốt, trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng cấp 4. Trái lại, đối với huyện đảo Trường Sa thì vẫn có cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.